chào mọi người, hiện giờ tôi đang đứng ở chợ Cái. Đây là chợ trung tâm Móng Cái. Tòa nhà chợ trung tâm Móng Cái. Móng Cái là thành phố giáp biên với Trung Quốc nhưng mà hiện giờ theo tôi thấy là vẫn chưa phát triển lắm. Vẫn như ngày xưa, như ngày nào. Bao nhiêu năm. Đây là cái cầu Hữu Nghị ngày xưa sao?